Thấy cái cầu mình là xà lan là đôi khi chạy qua là bị kẹt cầu. À, cứ như năm nào cũng một tệ lắm là cũng phải 4-5 vụ là kẹt xà lan. Nước thủy triều đây cái cầu này quá thấp mà nó cũng quá yếu đi. Cách đây 2 năm tôi chứng kiến có cái tàu dầu nó đổ là tôi thấy ghê nhất. À, lùi lên cũng không được mà lùi xuống cũng không được, rồi sợ đâm bên đội cứu hộ lên, rồi tôi cũng tiếp tay rồi giúp đỡ cho bơm nước vào xà lan. Và đây thì thường chuyến này xảy ra là kẹt nhiều nhất.